Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Chiều ngày hôm nay thì bên em mới vừa về một chiếc xe Kia Morning sản xuất đời 2007 và một chiếc xe Dragula Note sản xuất đời 2002 với giá thành chỉ có 38 triệu đồng mà thôi. Và bây giờ mời tất cả cô chú và anh chị cùng theo em kiểm tra chiếc xe 38 triệu đồng này coi em nó có những gì và sẽ đến với chiếc xe Kia Morning 75 triệu đồng kia nhé. Chiếc xe màn hình thì quý anh chị thấy một con xe một lớp màu sơn trắng rất là đẹp, rất là xịn sò, lên vàng, lên nóc đen, giả Maybach anh chị ha. Đây là Daewoo Maybach chứ không phải là xe Maybach nha anh chị. Nhưng cái màu sơn phối, cái màu sơn thì nhìn cũng rất là hay anh chị ha. Chỉ với có số tiền là 38 triệu đồng thôi thì anh chị sở hữu ngay con xe Dragula Note này. Đồng sơn xi thì ta nói nó đẹp lộng lẫy, nó đẹp len keng và nó đẹp len xà beng là đây nha anh chị. Nội thất con xe này rất là sạch sẽ anh chị ha, thích hợp cho cô chú anh chị lấy về tập chạy tập lái, che nắng che mưa, chạy vòng vòng. Đó, anh chị nào thiện chí con xe này thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm ha. Xe này thì hiệu lực đăng kiểm em nó còn tới tháng 12 năm 2023 mới hết hiệu lực đăng kiểm. Đây là cánh cửa bên phụ anh chị. Đây, cửa nẻo thì rất là sạch sẽ, rất là chắc chắn anh chị ha. Theo năm tháng thời gian thì em nó cũng te tua xấu xấu một tí chứ còn không thể nào hoàn hảo được như một chiếc xe 380 triệu. Xe này thì có hỗ trợ một camera hành trình, một màn hình camera lùi luôn anh chị ha. Đây nhạc dập sập sình các kiểu con là điệu. Con số nhẹ nhàng, gầm bệ chắc chắn anh chị ha. Nội thất sạch sẽ, đăng kiểm còn dài rất là lâu. Và đặc biệt là dung tích xi lanh con xe này chỉ là 1.5 thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó chỉ là 6 lít xăng, 7 lít xăng trên 100 cây số mà thôi. Xe này bao anh chị chạy từ Bắc Nam, Nam Bắc khá là ok ha. Đó, anh chị nào thiện chí con xe này thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0968222220 ha. Và bên này thì một chiếc xe Kia Morning sản xuất đời 2007 đồng sơn xi, nội thất cũng khá là sạch sẽ anh chị ha. Bản số em nó đang đeo là 15A15296. Con xe này đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn, tay lái, trợ lực, kính bấm luôn, đồng sơn xi ok. Với mức giá thành chỉ có 75 triệu đồng mà thôi. Xe này thì hiệu lực đăng kiểm em nó còn tới tháng 9 năm 2024. Nước sơn rất sạch sẽ, được dán phin cách nhiệt lên về che mưa, đồng sơn xi nội thất. Con xe này thì trước sự hình quên chị thấy quá tuyệt vời cho tất cả luôn. Xe có hỗ trợ một màn hình, một camera hành trình, một camera lùi, đề sờ ta top các kiểu con đa điệu, tắp bi tắp lô sạch sẽ anh chị ha. Đây rất là ok, xe này chạy xăng cũng rơi tầm cỡ cũng tắm 6-7 lít nha anh chị. Đây nội thất thì sạch sẽ, vỏ bánh thì anh chị thấy không, len keng len xe ben luôn, bốn cặp ga lăng đúc nhìn rất là xịn sò, vỏ bánh cũng còn được coi như là 90% nha anh chị. Xe rất liền lạc mình bồng thùng tôn không đó, với số tiền chỉ có 75 triệu đồng thôi thì quý anh chị cô chú nào thiện chí con xe này thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm. Và ngoài kia bên xa xa kia thì em còn mấy chiếc xe chỉ có 3 triệu, 10 tỷ, 10 triệu, 8 triệu cũng có. Anh chị nào thiện chí lấy và tập đẩy thì cứ xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.